Trước đó vào chiều qua ngày 17 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Đây là một trong hai phường trên địa bàn quận thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá ngành y tế và địa phương đã có nhiều cách làm hay trong việc lập bản đồ theo dõi các khu dân cư trên địa bàn phường, xác định các điểm nóng và kịp thời có biện pháp ngăn ngừa dịch lây lan ra cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, các lực lượng tại đây cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa trong việc giám sát, thực hiện cách ly, đồng thời tiếp tục tiến hành xét nghiệm định kỳ để có đánh giá đúng về diễn biến của dịch bệnh tại khu vực này, từ đó đưa ra các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tiễn.